Mời anh em ngắm á hậu nở ngày đầu tiên, hoa bói đầu ngọn. Em chào anh Trìu nhá. Hôm qua có say không anh? Bông á hậu. Đấy. Vâng chị, chị Nương dỗi ra em ngắm nhà bông hôm nay vừa mới nở. Em chào chị Hương Kiều. Vâng, cũng bông đầu ngọn nở thế này là được rồi chị Hương ạ. Hôm nào lại lên Bắc Cạn tiếp chị nhỉ? Bông đầu ngọn nở như này là được rồi chị Hương nhỉ? Em chào anh Thành Idol nhá. À, anh Thành anh trưa nay lên Sơn Nữ anh Thành nhá. Chào anh Đức nhá. Vâng, kể như hôm vừa rồi chị Hương ở đây thì phải đẹp nhỉ, hôm nay lên nó phải đẹp không? Chào anh Hậu Idol nhá. Sang đây Cúc Cúc ơi. Chiều nay Sơn Nữ Thành ơi. Cúc Cúc ơi, sang đây Cúc Cúc ơi. Chào anh Thắng đẹp trai nhá. Chuẩn bị bụng dạ để trưa nay đi chiến đấu với Sơn Nữ nhá. Bông á hậu, hoa đồng ngọn nở hôm đầu tiên. Chào Đặng Quang Trung đẹp trai. Ok cô, cứ chuẩn bị răng lợi đây để còn đi ăn. Hôm nay có anh em Thái Nguyên lên chung Đặng Quang Trung này, cả anh em Cao Bằng. Về được sớm thì qua Sơn Nữ nhá.
Mày điện cho cái à, mày điện cho cái thằng đàn gà nó gọi cái gì, nó đang sang livestream nó gọi. Bông đầu ngọn như này là ok anh Tuyến nhận không? Quá đẹp. Quá đẹp. Á hậu nở ngày đầu tiên. Bông nở anh, đầu ngọn. Nói chung là con bông quá đẹp. Màu. Nhìn mầm, mầm gốc ai vào đây? Á hậu. Nhìn thân ai vào Á hậu. Em chào chị Hồng Vân nhá. Chào anh Hoàng Pam nhá. Quay em đi anh Hoàng ơi. Hôm trưa nay anh em mình đi nhậu tí, tí quay anh em ở dưới Thái Nguyên lên. Nói anh nhận không? Ok anh Hoàng nhá. Vâng đẹp mà anh, bông đầu ngọn nhìn thế này là cũng ổn đấy anh nhận không? Của anh đấy. Cái gì? Này dở mẹ. Bảo Trung đang live stream gọi cái gì? Ừ thì đang gọi đấy ông nghe. Đang live stream à? Đang chụp ảnh live stream. Tí nữa chụp, đang live stream rồi. Vào đây. Thằng Trung Kim thích thích chỉ thế này thôi. Xòe thế. Năm nay mùa hoa mà. Hoa rồi. Đang thích hoa hết. Tao đã bảo rồi, 9 nụ 1 kỳ không nghe. Mà Trung em đang live stream mày gọi mày nắm này. À sếp mày đang live stream, không gọi nữa nha. Trời nữ đây. Sân nữ đóng cửa á? Ừ, thế gà rừng mơ nhá. Cho nó đóng cửa này. Ừ. Ừ. Thế này có mới đặt cho 3 mâm gà rừng mơ. À, 1, 2, 3 mâm nhỉ? Tí nữa, tí nữa. Ăn uống tí, tí xong. Để tí nữa đi về đây, đi gọi xuống nữa. Hay quá. Ra luôn đi Huy ơi, ra luôn và lấy cái bắt tay. Tất cả là của mày hết đấy Huy ơi. Tí nữa mà gì Thank you.
Huy ra đây đi em. Anh qua đây làm chưa? Hả? Đây. Là tất cả vì đam mê. Từ từ để em chủ cho chủ vườn. Mẹ đam mê một bông hoa này mấy trăm triệu cũng mà chẳng người được. Tiền hết. Tiền hết. Mẹ thằng Trung Kim là tao cấm không cho nó khấn. Khấn toàn hoa. Nắm người cần hoa không được anh ạ. Khấn là được. Hoa ở vườn mới là đẳng cấp. Nhưng mà nó kích nhiều hoa quá. Bây giờ nó ra nhiều hoa thì làm nào. Nếu mà như chị mà chị thử làm hộ em cái nào, xem nó có ra được không. Không phải đơn giản đâu. Thật. Bây giờ mà ai một nụ chín được kỳ nữa thì ai nghèo thì chết. Anh Hào nhở. Đến người ta cũng đến, người ta mang hết cây đến đây, người ta bắt người ta trích hộ chết. Suốt ngày trích thì chết. Người ta khi nghèo ấy chỉ đang tính cái kỳ thôi, khi đã giàu ấy chỉ trích hộ hoa. Đúng rồi. Đấy, anh của em nói qua đúng. Tư tưởng nó phải xa luôn. Ôi chào anh chị em nhé, em tí nữa nó căng hẳn lên em live sau.